Dạ em Cảnh xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Thì trước mắt em Cảnh cũng như là trước màn hình của quý cô chú anh chị, đó là một cái ngôi nhà hoang mà gần đây trên mạng xã hội truyền tay nhau về câu chuyện là nhà này là có ma có quỷ và cũng như là bị trấn yểm. Thì thật hư câu chuyện này như thế nào thì em mới vừa dò hỏi xong về câu chuyện này, thì bây giờ em sẽ dẫn quý cô chú anh chị mình đi vào bên trong. Thì em mới vừa vào một quán cà phê được cho là hàng xóm luôn á, vì quán cà phê rất là gần với lại ngôi nhà này. Và em cũng dò hỏi là câu chuyện về cái ngôi nhà này, đó kể câu chuyện là có ma có quỷ này kia đồ trong cái ngôi nhà này, và cũng như là kéo theo đó là rất là nhiều anh em YouTube đã đến đây để mà ghi hình. Em cũng được các khán giả khi mà xem trên những kênh đó yêu cầu đến đây rất là nhiều luôn. Thì vừa rồi thì em có dò hỏi thông tin thì được biết trước kia ngôi nhà này là gồm nguyên một cái gia đình ở. Thì ông bà già mất đi thì người con ở đây gây lên nợ nần và bỏ đi lâu lắm rồi, trước dịch Covid nữa, trước khi mà cái công viên phía trước được xây dựng luôn là đã bỏ đi rồi và tới tận bây giờ cũng không về. Thì có một cái khoảng thời gian là có những người phụ nữ vô gia cư lang thang vào đây để ở, thì ở trong ngôi nhà này và ăn trộm vặt nữa. Có lần điên cấp xe đập điện của người ta và bị người ta dí, và tới tận bây giờ thì cái người phụ nữ vô gia cư đó cũng chưa có quay trở lại đây. Thì em thấy nhiều khán giả yêu cầu em đến đây cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Rồi còn ngôi nhà này là bỏ hoang từ giờ đó luôn. Đồ đạc thì hầu như là còn nguyên luôn. Nè, cái đây là cái giường nè, mục xuống sụp luôn nè. Cái rác ở trên đây nó mục hết rồi. Nó rác, nó mục hết rồi. Em mà đi lên trên đó lạng quạng là em sụp luôn nha quý cô chú anh chị. Đồ gì nè. Này là cái máy gì đây? Đó. Đồ đạc lung tung beng, rất là dơ. Nhà bỏ hoang lâu á, rắn đồ làm ổ. Bàn thờ cũng bị lấy đi rồi nha quý cô chú anh chị. Bàn thờ bị trộm nó phát nó lấy đi rồi. Đây còn cái gì ảnh mà không có hình ảnh vậy. Rồi bàn thờ đồ á là nó cũng không còn được nguyên vẹn. Ơ. Sao có hình chụp chung với Bác Hồ ta? Có tiếng động gì ta? Tiếng động gì ta? Em nhớ không nhầm thì có một cái di ảnh, một cái hình cưới. Ôi dồi, cái này gì đây? Này cái gì đây? Này cái gì màu hồng đây? Ủa sao có đổ nít đây ta? Ở đồ nít không ta? Ờ à, đồ người lớn. Tưởng đâu đồ nít. Thì em thấy là hình như là có một cái ảnh cưới và được chùm một cái khăn đỏ lên, trông rất là ma mị luôn. Hình như là cái khu vực này là thấy mấy anh em quay là có cái ảnh cưới nè. Hình như đây là ảnh cưới nè. Đúng rồi, đây là ảnh cưới. Ảnh cưới xong sau đó là được chùm lên cái khăn đỏ. Đồ đạc thì rất là nhiều, quần áo đồ ngổn ngang, giày dép này kia đồ. Em sẽ mong mang lên trên gác thử. Nó mục hết rồi cho nên là cũng cẩn thận nè, nó mà mối năng thì mình đi khám phá, mình đi trải nghiệm. Rồi nó hơi cong cong siêu quẹo, hơi ghê nha. Nó mục nó sập hết rồi cả nhà ơi. Cái này nhìn ngoài nhìn vào thì là một căn nhà lầu, nhưng thực tế là chỉ là một cái gác lửng thôi.
Trên đây thì có một phòng giày dép thì rất là nhiều luôn. Giày dép này là giày dép em bé khá là sập sệ ghê lắm cô chú anh chị, vì nó mục hết rồi. Cái cái cầu thang em đang đứng là nó mềm, nó rung 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 ghê lắm cô chú anh chị thấy không, nó mục cái này. Nhà thì là nhà mặt tiền luôn, phía trước là công viên. Phía này là phía trên của nhà vệ sinh. Người ta chia sẻ với em như vậy thì em chia sẻ lại. Đây thì đồ quá trời luôn, một đống như đống núi luôn quý cô chú chị. Một đống như đống núi luôn. Quá trời quần áo luôn. Tính ra là nhà này cũng không có đến mức nghèo đâu nha quý cô chú chị. Nhà này cũng thuộc dạng giàu á. Vì đồ đạc quá trời luôn như cái đống núi. Giường này là giường gỗ cho nên là nó sụp rồi. Rồi. Cái con tắc kè nó kêu, con thằng lằn nó kêu chứ. Nhà này thì nếu mà không có được sự chia sẻ của người dân á, thì em cũng không có biết được đâu. Vì nhìn vào rất là âm u, nhìn rất là ghê. Thật sự nếu mà nói thì nhà này nhìn rất là ghê. Nhìn cái đống quần áo nè. Thứ nhất là cái đống quần áo nè. Rồi hình ảnh của chủ nhà nè. Nó nghi ngút. Rồi bàn thờ phía trước, rồi bàn thờ phía sau, rồi hình ảnh này kia rồi. Nó đem lại một cái cảm giác rất là ghê luôn, cho nên nó nhiều anh em tới đây quay á, nói bước vào thôi đã thấy 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 rợn người, đã thấy sợ rồi. Thì em luôn mang lại những điều thực tế đến với lại khán giả đã theo dõi kênh em từ suốt bấy lâu nay, cho nên em chỉ hy vọng là khi mà xem video mà quý mến em thì em đang đi nẻo đường miền Tây. Hiện tại thì em đang có mặt ở đây là địa phận của Tiền Giang, và sắp tới đây em sẽ có mặt ở địa phận là Bến Tre. Cho nên á là em chỉ hy vọng á là khi mà xem video trên kênh em á, em xin là quý cô chú anh chị cho em một like để em được bên YouTube đề xuất để mà nhiều người xem hơn. Đó, vì khi mà được đề xuất nhiều người xem thì lúc đó em mới có thu nhập. Còn ngoài ra thì em vẫn livestream khi mà những cái địa điểm nào đó nó rùng rợn và những cái câu chuyện người dân người ta chia sẻ thì em vẫn sẽ livestream. Nè, đó, nè. Đó, giấy tiền vàng mã mà vàng dán lên này nè. Bởi vậy mấy anh em khác khi đến đây á mà nghe người ta kể á, tiền nhận mã dán cửa nè, thì nghĩ ngay là nhà này bị trấn yểm hay là có tâm linh liền. Sẽ đi quay một vòng cho cả nhà mình xem. Nhà này nhìn bên ngoài thì rất là rộng và dài, nhưng mà khi mà vào bên trong này thì không có rộng và dài như như ở bên ngoài nhìn. Hình ảnh đây là cái người phụ nữ này à. Em không quay gần lắm, em quay sơ sơ thôi. Đó, người này là chủ nhà. Có tiếng động cả ta, chắc là tôn nó nổ, tôn chưa nó nổ á.
tiếng nổ rất là lớn. Nhìn cái đống đồ này cũng tiền không quý cô chú anh chị, vì mua đồ mới thì không có cái nào rẻ hết, nhưng mà khi mà nó đã cũ rồi, mặc rồi thì bán không ai mua. Có những cái tiếng động như là những cái tiếng trâu nổ ở trên đó cả nhà, nghe không? Có tiếng. Thôi em đi ra quý cô chú anh chị. Vừa rồi á, khi mà em chuẩn bị đi ra quý cô chú anh chị, thì cả nhà có biết không, là có một cái tiếng lạch cạch lớn xuất phát từ ở trong cái phía sau này. Thì em không biết là có phải là do tôn chưa nắng nóng nó nở hay không, nhưng mà cái tiếng á y như là ai chọi cái gì đó nó tưng vậy. Em định đi ra rồi, và khi mà ra bên ngoài á, thì em sẽ đó đó cả nhà nghe không, đấy đấy đấy. Ý như ai chọi cái gì đó lên cái mái nhà quý cô chú anh chị. Em đã định tắt máy đi ra rồi, thì cái tiếng động đó nó xuất phát ở trên cái máy. Trong đây thì chỉ còn lại một mớ hỗn độn thôi, không có mà điều chi để mà chúng ta khám phá hết, y như một cái bãi rác thôi. Em định đi ra em kết thúc video, thì cái tiếng đó xuất phát. Đây em thấy có dán một cây bắt quái, nhưng mà theo kiểu giấy in hay sao đó ta. Ở đây thì cũng có một dán cái gì đó. Thì như từ lúc em vào đây tới giờ, quý cô chú anh chị cũng đã theo dõi và biết được cái câu chuyện tiểu sử về cái ngôi nhà này, và cũng như lý do vì sao cái ngôi nhà này bỏ hoang. Còn sâu xa hơn, nếu mà có trấn yểm hay có tâm linh huyền bí gì đó mà nhiều khi hàng xóm người ta không chia sẻ, thì em cũng không có biết được. Em chỉ kể lại những gì mà người hàng xóm chia sẻ với em, và em chia sẻ lại với lại quý cô chú anh chị, đó là người chủ căn nhà này trốn nợ và căn nhà này bỏ hoang từ đó tới nay. Đồ đạc thì bị ăn trộm vào lấy, và cũng như là có người ở đây. Quý cô chú anh chị có thương thì cho em xin một like khi mà xem video. Em cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ thì em xin mang phép là dừng video, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo. Do là thực toán của bên YouTube để sẽ đề xuất những cái video nhiều like, cho nên quý cô chú anh chị giúp em, cho em xin một like nhé. Rồi em xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình trong những video sau trên kênh YouTube của em Cảnh Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.